Ủa, bạn kêu tôi đến đây làm chi vậy? Tự nhiên rồi, mấy thằng cáo như mày là phải quỳ quýnh quýnh. Ôi gì vậy? Mày làm tự nhiên. Ây da, ây da, ây da. Ôi, sao tự nhiên bạn đánh tôi? Ây da, ây da. Tự mặt mày nháo. Tính mày đó. Ôi, đừng có gượt tôi mà. Ôi trời đất ơi, rõ ràng mình đâu có làm cái gì đâu, mặt ngáo cũng bị đánh hay sao? Ôi, cái bạn nó kỳ cục thật chứ. Trời ơi, buồn quá đi. Ai đằng trước vậy? Ủa, ai cái người gì kỳ cục vậy? Ôi, khi ơi, ôi ai ơi, đừng có đánh tôi, nhìn thấy ghê quá vậy. Ôi, tránh ra. À, cái gì vậy? Chị là ai vậy? Rồi từ bây giờ thành phố này có rất nhiều quái vật, hãy cẩn thận đó. Chị, ôi, ngầu vãi. Ôi, mất tiêu rồi. Ủa, đâu rồi? Ôi, trời đất ơi các bạn ơi, có một chị siêu nhân vừa giúp mình luôn kìa. Ngầu vãi. Ủa, sếp ơi, sao sếp tháng này sếp lại không cho em làm tiếp nữa vậy sếp? Rõ ràng em làm tốt nhiệm vụ của em mà. Tại vì ngươi không đủ được cái chỉ tiêu ta đề ra, ngươi không có ưu tú, ngươi không có làm được cái trò trống gì hết á, nên ngươi không phải là nhân viên cho công ty của ta được. Ờ, nhưng mà rõ ràng thường là chúng ta phải cần làm việc nữa rồi mới đuổi chứ, tự nhiên sếp đuổi việc em trời. Tôi nói rồi đó, đi chỗ khác đi, tôi không có nói nhiều, ở đây còn bọn còn làm việc. Ôi trời đất ơi, đây là công ty thứ 50 mình đi xin việc rồi mà công ty nào cũng đuổi mình hết trơn á. Ôi, chắc không có số đi làm việc quá trời. Ôi trời ơi, vậy bây giờ mình phải làm cái gì đây trời, không lẽ đi về đi ăn xin hả? Ê, YouTube ơi. Cái gì? Tiếng ai vậy? Cái gì? YouTube ơi. Ui, cái gì? Anh bạn đó bị quái vật tấn công. Ôi, con quái vật kìa. Ở chỗ như thế này mà mày dám lộng hành sao? Được rồi, hãy ra tới đây. Trời ạ. Ây da, ui da, ui sao nó đánh đau vậy? Ây da, ôi, đau quá, đau quá. Nó mạnh quá. Ây, cha, cha. Cuối cùng thì cũng đã thắng rồi. Yeah. Vậy là tôi biết rồi. Sau này tôi sẽ trở thành một siêu anh hùng bảo vệ thế giới. Cố lên. Phải chạy nè, phải tập chạy. Ây cha. Ây cha cha cha. Mình phải cố gắng tập liền. Cha 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 cha. Ây da, đấm nè. Ôi, được rồi. Quái vật này mạnh quá. Quái vật này quá là mạnh, chúng ta không thể làm gì được rồi. Chắc phải quay về lại căn cứ kêu người hỗ trợ thêm mới được. Ai, trời đất ơi, có chuyện gì mà sao cứ nghe ồn ào quá ta? Ở đâu ra tiếng quái vật kêu hả? À, thì ra có một con quái vật ở đây sao? Vậy đây chính là con quái vật mà những siêu anh hùng khác lại bảo nó là con quái vật rất là khó đánh sao? Ủa, ê, bộ mày, ủa tao có làm gì mày đó, sao mày đánh tao? Trời đất ơi, mình không làm gì nó mà nó đánh mình trước. Ai, cho nó một đấm nó đi luôn mất tiêu rồi. Ủa, mày là bạn của tên đó đó hả? Chết rồi. Thôi, xin lỗi nha, hồi nãy tao không biết, nãy tao lỡ đấm chết nó rồi. Gì, mày định đánh tao sao? Ây, mấy bạn tên này phải cho nó một bài học. Hi, cha. Ai, trời ơi, trời đã, mình không có muốn đánh bọn này rồi, bọn chúng cứ lao lên tấn công mình. Ai. Được rồi, đi ép muối thôi, tụi mình sẽ phá nát cái thành phố này luôn. Đi bọn đám muối kia. Ai cho các người lộng hành ở đây hả? Ta là người máy Hachi, ta sẽ tiêu diệt tất cả các người. Giờ thì bọn mày chết à, súng phun lửa. Các người thấy sao hả? Đó là sức mạnh của ta đó. Rồi, ngươi muốn như vậy sao? Thì bây giờ ta sẽ giết ngươi. Ngươi sẽ phải trả giá. Ngươi muốn gì hả? Ê, cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái đám khói đi đâu quá. Ê, ngươi làm cái gì vậy? Ê, cái đám này. Ê, không lẽ như thế này được. Như thế này mình sẽ tôi mất. Ê, mình sẽ không quý tôi. Giờ thì sẽ bật chế độ tự nguyện lên, tiêu diệt một lúc đó đám này mới được. Bây giờ ta sẽ cho tụi bay chết hết. Ủa, ở đằng kia có vụ gì vậy? Hình như là cái anh hùng nó đang đánh với quái vật hay sao ấy. À, nghe bảo là tự hủy gì á, quái vật mà, để mình xử lý nó cho. Con mũi này là quái vật sao? Ê, chết hết trơn rồi. Trời, giọng con cái thì chết queo rồi. Chúc cậu may mắn nha. Hồi nãy tôi mới giúp cậu đó, tôi thấy cậu đang bị gặp khó khăn. Thôi không có gì đâu, tôi đi đây. Ủa, sức mạnh gì vậy? Là. Anh ơi, có chuyện gì vậy? Anh ơi, giúp tôi có sức mạnh giống như anh được không? Ủa, tôi có sức mạnh gì đâu. Tôi nó là bình thường thôi mà, tại con kia nó yếu á.
Con kia rất mạnh, tôi không thể đánh bại cho nó, nhưng mà anh có thể đánh bại được, anh giúp tôi được không? Hay là anh làm sư phụ của tôi đi. Ê, gì vậy? Sư phụ gì cơ? Ờ, tôi đó giờ tôi có dạy ai đâu mà tự nhiên kêu tôi làm sư phụ. Đây đây đây, anh cho anh sư phụ tôi và giúp tôi trở nên mạnh mẽ giống vậy được không? Hay, được rồi, nếu mà cậu muốn thì được rồi, bây giờ về căn cứ của tôi đi. Ủa, căn cứ gì kỳ vậy sư phụ? À, nó giỡn thôi chứ đây là nhà của tôi chứ căn cứ gì. Ờ, tôi ở đây thôi à. Thôi nhưng mà cậu đừng kêu tôi làm sư phụ, ngại lắm. Tôi có cái gì đâu. Ôi, sư phụ giờ ai chỉ vậy con cách trở thành mạnh mẽ giống vậy đi. Tính ra là tôi không có tập cái gì luôn, mà tôi chỉ có ngày hít đất có 1000 cái, tập thể dục 1000 lần, chạy bộ có 1000 mét, có gì đâu. Mà tôi đâu có gì đâu mà phải cái tụi em nói sao không? Không, nói thiệt đó trời, trong 3 năm qua tôi chỉ có làm những cái việc đó thôi, nên tôi chỉ có tôi không biết tại sao tôi đấm một cái là chết luôn. Bây giờ tôi không biết có quái vật nào có thể đánh bại được tôi không nữa. Không tin, không tin được. Đó là đang vấn đề đó sao? Hay là ủa, hiện tại sư phụ đang làm công việc gì vậy? Trời ơi, nói tới công việc thì tôi vẫn đang suy nghĩ đây nè, tôi không có việc làm. Ơi. Ở trong thành phố này có một là lớp học anh hùng, nếu như sư phụ được gia nhập vào đó có thể vừa làm vừa đánh bại quái vật vừa có tiền nữa. Gì? Thật sao? Trời ơi các bạn ơi, trời ơi, tự nhiên ở đâu ra cái công việc gì đó mà nó nhàn quá vậy? Ủa, nhưng mà cái đó, cái học cái đó có tốn thời gian không? Sẽ qua được một bài kiểm tra để đo sức mạnh của sư phụ như thế nào. Ồ, vậy thì được. Vậy thì tôi khá là tự tin tôi sẽ trở thành một siêu anh hùng siêu mạnh. Sư phụ, mình đã tới rồi nè, chính là trường siêu anh hùng. Wow, thì ra trường siêu anh hùng là đây sao? Được rồi, để đúng xem là tôi sẽ trở thành một siêu anh hùng như thế nào. Mình đã vô được tới lớp học luôn kìa. Đúng rồi, bên đây nè, như đây có một lớp dạy. Ui, chính là cô ấy, người mà hồi đó mình đã gặp và nó cho mình thấy làm thế nào để trở thành một siêu anh hùng nè. Từ bây giờ thành phố này có rất nhiều quái vật, hãy cẩn thận đó. Xin chào cô. Đây là ai đây? Đây là lớp học siêu anh hùng của tôi. Đây là những siêu anh hùng có mặt ở trong lớp tham gia buổi học ngày hôm nay, được xếp hạng theo thứ tự đàng hoàng. Đây chính là siêu anh hùng bậc S. Bậc S hình như là bậc cao nhất đúng không cô? Đây là bậc A, đúng vậy. Đây là bậc B, C, D, E. Mọi người đã xếp theo thứ tự rồi. Được rồi, bây giờ có em và thêm bạn người máy này sẽ tham gia để test thử sức mạnh của siêu anh hùng á cô. Nên cô cho tụi em test nha. Đúng vậy. Được thôi, nếu như đã muốn như vậy thì cứ làm việc thôi. Sư phụ hãy coi tôi nè. Ui, ui, wow, ui, ui, chạy tốc độ. Ui, ủa, đâu có tay rồi. Cậu ta coi bộ cũng giỏi, nhưng mà tới mình cũng sẽ cho cô thấy để xem thế nào là tốc độ. Hey, tới tôi, hãy coi tốc độ của ta đi. Chà, 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 tốc độ mình nhanh rồi chứ, mà sư phụ nó tốc độ gì vậy? Được rồi, hai cậu tới đây. Ôi, vậy là sắp có kết quả rồi. Chị là chắc đúng là rồi, tôi thầy. Tôi sẽ đọc kết quả của hai cậu để cho các cậu biết được bản thân của mình sẽ ở trong cấp nào. Được rồi, tôi không cần đón nữa đâu. Tôi chắc là cao nhất rồi. Được phải rồi, không? Cậu robot Haji này sẽ là học sinh cấp S. Trời ơi, cấp S nghe vậy là tôi chắc cũng cấp S cộng 2 cũng có sầu riêng này là cấp S. Tại sao lại là cấp cấp F là cấp thấp nhất mà. Giỏi hết rồi. Cậu bên đây, robot bên đây thì cậu làm lý thuyết thực hành đều rất tốt. Còn bên đây thực hành thì cũng bình thường. Lý thuyết thì không được. Cho nên là cậu sẽ xếp hạng thấp nhất để phấn đấu đi lên trên những cấp hạng tiếp theo. Các cậu có hiểu chưa hả? Hả? Và chỗ đây. Ủa là sao? Ủa gì kỳ vậy? Rõ ràng tôi thực hành ghê giỏi. Bao hàng. F bên đây. F bên kia. Trời ơi, gì kỳ vậy? Hay, rõ ràng là bà cô nó có vấn đề rồi chứ. Đúng vậy, nhưng mà không sao đâu à sư phụ. Chỉ cần mình làm càng nhiều việc thì sẽ hạng của mình sẽ được tăng lên thôi. Làm việc gì mới được? Rõ ràng cấp F làm sao làm có việc được. Việc của cấp F à, để em coi coi. À, đó chính là giúp cụ già băng qua đường, hốt rác, bắt chậm thành phố. Rồi trời ơi, giang hồ, sức mạnh rác. Sức mạnh một đấm chỉ như vậy thôi sao? Trời ơi, tôi cảm thấy có cái gì nó đang ở hình xung quanh, nghe tiếng của quái vật nó kêu. Hình như là ở đâu vậy sư phụ? Ở bên đây nè, hướng bên đây nè. Ê, ui, ui, đông vậy. Đây, để em sử dụng sức mạnh tốc độ tiêu diệt bao bay nè. Ổn không? Ê, ai, 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 nó đánh đau vậy, nó đánh đau vậy. Ê, quay qua đây, quay về đây, đi về đây. Bây giờ để cho tôi sẽ cho bọn này chết hết. Ê, cha, 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 tụi mày phải chết nè. Ui, 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 ui
Ơ, con, mày xong hết rồi. Trời ơi, càng làm càng tức. Sức mạnh như vậy mà chỉ được cấp F thôi sao? Trời ơi, sức mạnh của sư phụ vậy mà dạng cấp S kỳ cục vậy. Cái này có thể cao hơn cả cấp S nữa. Chắc là đời nó kêu tôi như vậy rồi. Ơi, buồn quá đi. Mới đảm chiếu chết trơn rồi. Sư phụ cùng em chỉ cho em luyện tập đi để mạnh hơn, để vượt cả cấp nữa. Cậu đã cấp S rồi mà cậu còn muốn tập luyện sao? Trời ơi, thôi được rồi. Đã gì vậy thì tôi sẽ tập luyện cho cậu. Vậy thì hẹn ngày mai chúng ta sẽ có một buổi tập luyện với nhau. Wow, nơi đây là đâu vậy? Đây là khu luyện tập nên giờ thầy hãy đấu với em đi. Hãy coi sức mạnh của em đây này. Được rồi, vào đi. Dạ. Yeah. Đâu rồi? Nhanh vậy? Trời ơi, nhìn đâu vậy? Sau lưng nè. Ê, cái gì? Giờ thầy hãy đấu nghiêm túc đi, đừng dở vậy nữa. Cái gì? Cậu muốn tôi đánh một cách nghiêm túc sao? Được rồi, cậu chắc chưa? Được rồi, hãy xem đi. Yeah. Đấm một cái công nhận đã thiệt. Hên là tôi đấm hụt quá chứ, mà tôi đấm vô mặt cậu là cậu chết queo rồi. Cái gì vậy? Đó là sức mạnh của một quái vật. Ai của thầy vậy? Thầy đừng có suy nghĩ nhiều nữa. Thôi bây giờ chúng ta đi về tìm đồ ăn ăn nè. Nghe nói ngày hôm nay siêu thị có khuyến mãi đó nghe. Thôi đi. Xin chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình thời sự ngày hôm nay. Chúng tôi xin trân trọng thông báo một tin rất là khó khăn và khó chịu. Đó chính là quái vật đang tấn công thành phố của chúng ta rồi. Hiện tại thì các siêu anh hùng đều đang bị tấn công rất là trọng thương. Nên các bạn và các vị hãy cố gắng cẩn thận và ở trong nhà nha. Các bạn đừng có thể ra ngoài đường vì nó có thể sẽ rất là bị thương đó. Tạm biệt, tôi xin kết thúc chương trình đây. Ôi trời ơi. Ôi, một ngày mới thật là tốt lành luôn á. Ôi, hôm nay mỗi lần ủa ai gọi điện thoại vậy ta? Ủa alo ai vậy? Sư phụ phải không? Đúng rồi. Ủa giọng này là người máy Hai Chi hả? Sư phụ ở đâu vậy? Đang cần giúp đỡ. Bọn quái vật đây tấn công thành phố. Giờ bọn chúng rất là mạnh. Ủa? Nên cần sư phụ giúp đỡ. Ủa, đây không cấp A cấp S rồi đâu. Họ bị đánh bại hết trơn hết rồi. Cái gì? Tại sao lại bị đánh bại hả? Tính ra họ đều là những anh hùng mạnh, còn tôi là chỉ là anh hùng cấp F thôi mà tại sao họ lại bị đánh bại? Được rồi, thôi được rồi, tắt máy nha. Bây giờ tôi sẽ đi ra đó và tôi đánh bại nó. Ôi trời ơi, đang ngủ mà bắt làm nhiệm vụ gì vậy trời. Rõ ràng là cho mình làm cấp F chi rồi giờ những anh hùng cấp S, cấp A đều bị hơn rồi tự nhiên quay qua kêu mình cứu vậy. Được rồi, bây giờ những tên quái vật nào đâu? Mau ra đây, tao sẽ cho tụi mày thấy thế nào là sức mạnh của siêu anh hùng. Tôm hồm da hơi cha 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 hơi cha 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 hai chết nè cha. Được rồi, nó còn mấy bọn cá sấu như tụi mày sao? Mày tiêu tụi mày nè có bao nhiêu thì vô đây hết đi, tao không sợ tụi mày. Mày nè trời, lại sao, tại sao mình lại là cấp F chứ hả? Không phải nào là cấp F, mình phải là cấp A cha. Vậy là đã tiêu diệt được hết tất cả rồi sao? Vậy mà những anh hùng khác lại không làm được. Chán quá. Và đây chúng tôi xin trân trọng giới thiệu siêu anh hùng mới đã giúp trái đất của chúng ta hoàn thành sứ mệnh, Sầu Riêng Saitama. Vì vậy chúng ta hãy cho anh ấy một tràng pháo tay đi. Và đừng nói anh ấy là siêu anh hùng cấp F nữa, và hãy nói anh ấy là siêu anh hùng cấp S. Và từ đó ai cũng gọi tôi là One Punch Man.